Xin mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một dự án có thể được nói là vô cùng chất lượng nhé. Thì có thể là đây là một cái kèo siêu hiếm và siêu chất lượng với cái giá hiện tại của nó là đang rơi vào khoảng 9 đô cho một cái token này. Thì cái thời điểm nó mới ra mắt ấy, thì cái đồng token Dudu này, thì đây là một cái dự án khai thác cái đồng token Dudu nhé. Thì cái thời điểm nó mới ra mắt thì cái giá của nó đang là 0,5 đô. Và trong cái thời điểm hiện tại mình làm video đó là nó đã lên 9 đô rồi nhé. Và có những thời điểm nó lên tới 30 đô cho một đồng này. Thì đây là thể hiện một cái dự án cực kỳ là chất lượng với những cái lượt follow cũng như là lượt FOMO. Cộng với cái sự chịu chi của cái nhà sáng tạo ra cái app này nhằm thu hút cộng đồng để khai thác app này, thì đây là một cái kèo là hoàn toàn miễn phí nên là anh em hoàn toàn có thể tham gia ngay sau khi xem được video này nhé. Thì với những cái kèo ngon ăn như thế này và cực kỳ chất lượng như thế này thì anh em đừng bỏ qua một giây phút nào cả, hãy nhanh tay đăng ký cho mình. Chúng ta tiết kiệm thời gian nhanh một chút nào thì chúng ta sẽ khai thác được nhiều thêm một chút đấy. Đừng băn khoăn, đừng lăn tăn, mặc dù nó kể cả nó có scam thì chúng ta cũng chỉ mất một vài phút để đăng ký thôi. Thì với cái dự án này thì chúng ta sẽ đi khai thác cái đồng Dudu token với tổng cung của nó là 24 triệu. Đó, là 24 triệu token nhé. Và cái điểm đặc biệt của cái dự án này ấy, là khi chúng ta đăng ký, chúng ta phải hoàn thành xác minh KYC thì nó mới cho chúng ta khai thác nhé. Nó không như những cái app nào coi khác là sau khi đăng ký xong thì chúng ta cứ khai thác thôi và nó sẽ KYC sau. Nhưng ở đây chúng ta phải KYC thành công và chúng ta mới được khai thác. Đó, và một cái điều nữa đó là toàn bộ những cái số token mà chúng ta đào được ấy, đều được mở khóa 100% và hoàn toàn có thể giao dịch ngay ở trên sàn. Cũng như là có thể rút về ví, quy đổi ra USD để rút về ví luôn nhé. Với điều kiện là chúng ta đủ min rút. Đó, thì đây là một cái app rất là chất lượng nên anh em đừng bỏ qua những kèo như này ngay sau khi xem được video này nhé. Rồi ok mọi người, thì cái cách thức đăng ký như nào và cách thức KYC như thế nào thì mọi người sẽ xem tiếp hướng dẫn của mình để làm cho chuẩn nhé. Ok, và để đăng ký được cái tài khoản ở trên cái app khai thác Dudu Token này, mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả cho mình. Rồi, sau khi bấm vào đường link dưới phần mô tả, nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Ở đây thì cái việc đăng ký thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó cũng giống như đăng ký những cái app nào khác, cũng như đăng ký sàn thôi. Đầu tiên thì mọi người sẽ nhập địa chỉ email. Sau đó thì bấm chọn vào chữ send và mọi người sẽ mở mail ra để lấy cái mã OTP nhé. Ở dòng dưới này là mọi người sẽ nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu. Thì ở cái dòng mật khẩu này mọi người lưu ý này. Mật khẩu phải có ít nhất là một chữ hoa, chữ thường và số nhé. Không có ký tự đặc biệt. Mọi người lưu ý không có ký tự đặc biệt. Và ở đây là một cái mã mời. Trong trường hợp mọi người không thấy xuất hiện cái mã mời ở đây thì mọi người có thể copy cái mã mời ở dưới đường link nhé. À, ở dưới phần mô tả. Đó, thì cái mã mời này nó là bắt buộc. Nếu mà mọi người không có mã mời ấy, thì mọi người sẽ không thể khai thác được cái dự án này đâu. Rồi ok, thì bây giờ sẽ tiến hành là tạo tài khoản này. Đầu tiên mọi người sẽ nhập địa chỉ email cho mình. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn nhập mật khẩu trước đi. Rồi sau khi nhập xong mật khẩu thì mọi người bấm chọn vào send để nhận cái mã OTP đến từ mail nhé. Ok, cái đồng hồ nhảy số này là đã ok này. Bây giờ mọi người sẽ vào trong mail, mở mail ra cho mình. Rồi mọi người mở mail ra và sẽ thấy một cái mã OTP ở đây. Mọi người sẽ sao chép cái mã OTP này. Rồi sau đó quay trở về, sẽ nhập cái mã OTP vào đây. Rồi tiếp tục bấm sign up. Lỗi password. Rồi bấm chọn sign up. Đấy, trong trường hợp nó báo lỗi như này nhé, thì mọi người sẽ bấm lại một vài lần khi nào nó hiện cái chữ successful là được nhé. Bởi vì hiện nay là cái số lượng người đăng ký quá là đông. Rồi ok, successful nhé. Rồi sau khi đăng ký thành công xong
thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện là như này. Ở đây thì nó yêu cầu mọi người là tải về cái app của nó, thì nó có cả trên iOS và ở trên Android. Thì trên Android mọi người sẽ tải theo cái tệp APK, và ở đây mọi người nó có một dòng này, một đăng ký mới thì sẽ nhận được là 0,2T computer power, tức là đây là cái tốc độ khai thác nhé, chứ không phải là cái token cần đâu nhé. Rồi ở đây thì ai có hệ điều hành nào thì mọi người sẽ tải hệ điều hành đó về cho mình nhé. Rồi mở này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ chọn cài đặt. Tôi hiểu này. Khi mọi người bấm chọn vào cài đặt ấy, thì nó sẽ xuất hiện cái chữ là vẫn cài đặt nhé. Tức là nó sẽ có một cái thông báo là bị chặn, thì mọi người bấm chọn vào là vẫn cài đặt và tiến hành tiếp tục cài đặt cho mình nhé. Rồi, ok, sau khi cài đặt xong thì mọi người sẽ mở ra cho mình. Thì ở đây nó có yêu cầu cấp quyền quản lý cuộc gọi và điện thoại thì mọi người không cho phép nhé. Cho phép cũng được và không cho phép cũng được, nhưng theo mình thì mọi người là không cho phép. Rồi, thì đây chính là cái giao diện của nó. Và để khai thác được cái token này thì mọi người sẽ bấm chọn vào Let's Get Started. Còn ở dòng dưới này là dành cho những ai đã có tài khoản nhé. Thì vừa rồi thì mọi người có tạo một cái tài khoản ở trên web. Thì bây giờ thì mọi người sẽ đăng nhập ở trên app của nó. Thì mọi người sẽ bấm chọn vào I already để cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ tiến hành đăng nhập này. Đó, và sau khi đăng nhập vào trong cái app này thì đây chính là cái giao diện chính của nó nhé. Thì để khai thác được cái đồng Dudu này thì mọi người sẽ bấm chọn vào Start Earning. Thì ở bên này nó có cái chữ Staking Minh Linh, tức là sau này khi mọi người khai thác được cái đồng Dudu này, mọi người có thể dùng nó để staking kiếm lãi hàng ngày nhé. Và để khai thác được cái đồng này thì mọi người sẽ phải hoàn thành xác minh KYC trước, và sau khi nó hoàn thành được xác minh KYC thì nó mới cho mọi người khai thác nhé. Và ở đây mọi người bấm chọn vào Start Earning. Rồi sau đó thì bấm chọn vào chữ Go To để tiến hành là KYC. Rồi, đến cái bước này thì mọi người sẽ nhập cái dòng trên này, tên là mọi người sẽ nhập tên đầy đủ như giống ở trong giấy tờ của mọi người nhé. Mọi người viết hoa có dấu hoặc không dấu đều được nhé. Ok. Sau đó thì ở cái dòng chọn cái giấy tờ để xác minh ấy, thì ở đây nó có cái ID card China, thì cái này là dành cho người Trung Quốc. Thì ở Việt Nam chúng ta sẽ dùng là ID card. Mọi người sẽ chuyển sang ID card cho mình. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập số căn cước công dân vào đây hoặc số hộ chiếu ở đây nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ upload cái ảnh mặt trước của căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Và bên này mọi người sẽ up cái ảnh mặt sau và tiếp tục bấm vào cái dòng chữ màu xanh này. Đó, thì cái việc KYC của nó rất là đơn giản thôi. Thì thông thường nếu như chính xác hoặc là cái hệ thống mạng nó trơn tru thì chỉ mất khoảng vài tiếng đồng hồ là đã có thể xác minh thành công và có thể tiến hành khai thác. Thế còn bình thường thì trong vòng 24 giờ nhé. Rồi thì ở đây là do là chính sách chống quấy nhiễu của YouTube nên mình sẽ ẩn những cái thông tin cá nhân này đi. Và sau khi mọi người điền đầy đủ tất cả các thông tin đây, mọi người bấm chọn một cái dòng màu xanh cho mình. Rồi, như vậy là đã gửi thông tin KYC thành công và sẽ chờ nó xét duyệt nhé. Mọi người có thể bấm chọn vào cái hình bánh răng đây. Thì ở đây nó hiện cái dòng cái chữ Under Review, tức là chờ xét duyệt. Ở dòng dưới này có chữ Fund Password, tức là cái mật khẩu giao dịch, và sau này khi chúng ta đủ min ý, chúng ta giao dịch và rút cái đồng này hoặc quy đổi ra USDT rút về các ví các sàn thì mọi người sẽ phải sử dụng cái mật khẩu giao dịch này nhé. Thì ở đây nó còn có hai cái trang mạng xã hội, đó là Twitter và Telegram. Mọi người có thể join vào nhóm để theo dõi về cái thông tin cũng như sự phát triển của cái app này. Rồi, quay trở về này. Đó thì hiện nay là do chưa xác minh KYC thành công thì chúng ta sẽ chưa thể nào khai thác được cái đồng này nhé. Khi nào mà xác minh thành công thì mọi người sẽ quay trở lại và bấm chọn Start Earning. Đó. Thì với cái việc khai thác cái đồng Dudu token này thì cái chu kỳ khai thác của nó là 15 ngày một lần. Tức là
không không như những các app khác là cứ sau 24 giờ mọi người vào phải kích một lần, nhưng ở cái app này là cứ sau 15 ngày chúng ta sẽ kích một lần để khai thác nhé. Đó thì nó rất là tiện lợi và không bị mất thời gian quá nhiều. Rồi. Ở cái mục staking này, sau khi chúng ta có được cái khai thác được cái đồng Dudu này thì chúng ta có thể staking kiếm lãi nhé. Thì cái này dùng để lấy lãi hàng ngày nhé, nếu mà mọi người không muốn rút. Thì còn ở trên này, đó là mọi người bấm vào cái mục market này cho mình này. Thì cái giá hiện tại của nó trong cái thời điểm mình làm video đang là 9.1 đô cho một cái đồng Zulu token này. Thì ở đây sau khi khai thác được mọi người có thể bán ra nhé. Bán ra và có thể rút về ví. Đó. Rồi quay trở lại này. Ở đây thì mọi người sẽ bấm vào đây. Bấm vào đây. Thì nó sẽ sổ lên một cái bảng. Thì ở đây sau này thì nó sẽ ra game này. Rồi đây là cái mà cái gọi như là những cái khuyến mại ấy. Đó. Rồi, và ở cái dòng My Team này thì mọi người sẽ bấm chọn vào đây. Thì nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ nhé. Thì để mọi người đi chia sẻ và nhận thêm cái tốc độ đào. Thì trong cái app này khi mọi người chia sẻ thì mọi người sẽ không nhận được cái đồng token Dudu này đâu. Đó, nó không phải một tầng, hai tầng hay ba tầng gì, mà mọi người chỉ nhận được, tức là cái gì, cái giảm giá phí giao dịch lên tới 10% nhé, chứ không phải chúng ta sẽ nhận được cái đồng token này đâu, mọi người lưu ý nhé. Thì mọi người sẽ copy cái này đi chia sẻ để tăng cái tốc độ đào, thì giúp chúng ta sẽ đào nhanh hơn thôi. Và sau này trong cái việc là mọi người có cái đồng Dudu này, mọi người staking thì cũng góp phần vào việc tăng cái tốc độ đào của nó lên. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái app này. Thì để rút được cái này thì sau này khi mọi người đủ min rút thì mọi người sẽ bấm chọn vào withdraw này. Thì ở đây thì nó sẽ hỗ trợ ba mạng lưới, đó là ERC20, TRC20 và PEP20. Thì ở cái mạng ERC20 này cái phí của nó rất là cao nên chúng ta sẽ bỏ qua nhé. Ở cái mạng TRC20 này thì cái phí rút của nó chỉ có 1 đô thôi và min rút của nó là 10 đô. PEP20 thì sao? PEP20 cũng vậy nhé. Rồi, thì đấy là tổng quan và chi tiết, đấy là tổng quan về cái dự án khai thác cái đồng token Dudu này, một cái dự án cực kỳ tiềm năng và cực kỳ chất lượng để dành cho tất cả những ai muốn chơi free nhé. Thì ở cái video này nếu mà ai cảm thấy hào hứng có thể tham gia, còn ai không hào hứng thì có thể là không tham gia. Bởi vì mình cũng không dám chắc 100% là cái app này nó sẽ sống lâu hay là nó sẽ scam. Nhưng mà dù sao đó là miễn phí nên là chúng ta cũng không nên bỏ qua nhé. Rồi, ok mọi người. Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho mọi người tham gia vào một cái kèo khai thác cái đồng Dudu token để mọi người có cơ hội tăng thêm cái lợi nhuận của mình với những cái kèo miễn phí. Và video này mình xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.